khoảng 70% rồi chứ không hết nói. Ừ. Tại vì cái chụp bô, cái thứ nhất là chụp bô hư, cái hai nữa là bộ hơi, cái này nó xài xong ý kiến rồi, tại bộ hơi này nó bị lỗi. Xin chào các bạn, mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh mình nha. Hôm nay thì tiếp tục với cái chủ đề Lộc sẽ đi sửa động cơ ở trên chiếc xe. Nhưng mà đợt chiếc xe này rất là độc lạ ha. Xe này là xe tự chế, cũng gọi là xe cải tiến. Và hiện tại thì mình đang ở trên Long Khánh của tỉnh Đồng Nai. Hôm nay thì Lộc sẽ sửa một cái động cơ là Hyundai 4DB. Này được ông anh chủ xe là tự chế, chi phí hoàn thành chiếc này là 280 triệu. Thì cái chiếc xe này lý do tại sao mà anh chủ xe lại kêu Lộc lên tới tận trên này để mà nhờ em Lộc kiểm tra lại cái tình trạng. Thì mình xin bí mật chút xíu là bạn của anh chủ xe này là thợ máy, cũng thợ máy, ảnh cũng nói là thợ máy giường gì đó, nói vui. Thì ảnh đã gãi cái máy này ra, thay dàn hơi này kia, nhưng mà khi gáp vô thì chạy không có đạt, cho nên là mới nhờ em Lộc. Thì cũng giới thiệu đây, anh này chính là cái người gáp máy này các bạn. Đó, thì bây giờ để tập trung vào vấn đề thì sẽ đề máy lên cho em Lộc coi tình trạng như thế nào ha. Thì trước khi Lộc tiến hành coi và sửa chữa chiếc này thì mình quay một vòng cho các bạn coi ha. Thì chiếc này ảnh chế ra để ở đây là chở những cái cây cao su mà cắt ra bán các bạn, hoặc là chở phơi mì này kia. Thì cái dàn chân của cái chiếc này ảnh nói là lấy từ cái chiếc xe tải 3,5 tấn thì ảnh chế thành hai cầu. Thì xe này là xe chế cho nên là chỉ chạy trong vườn, trong đồng này kia thôi, không có ra ngoài lộ được. Đây, nhìn phải đó là khá là độc lạ ha. Từ trước giờ thì có quay Lộc sửa rất là nhiều xe này xe kia, thậm chí xe cấp cứu luôn, mà chiếc này là chiếc đầu tiên Lộc làm máy trên một cái động cơ, ý trên một cái động cơ trên một cái chiếc xe chế. Chi phí là 280 triệu ha. Rồi bây giờ tình trạng như thế nào thì để đề máy lên cho em Lộc kiểm tra nha các bạn. Anh thợ gần đây hả anh? Hôm nay thì cũng như nó... Bây giờ anh đang tháo cái loại kem Lộc sửa máy ra để cho nó lội cái máy ra các bạn, để cho Lộc kiểm tra ha. Lộc ra tay đi. Trang bị cái dàn trời khủng khiếp ha, chống lầy chống lội đây. Cái mặt vô lăng ra các bạn. Dạ. Mặt nạ ra các bạn. Vậy là cái này chắc rút vô lăng luôn quá anh. Đúng chứ. Dạ. Thì cái xe này thì đó là không cần bằng cấp, các bạn chỉ việc bằng lòng là ok ha. Thì nó không giống như cái xe kia là giá đầu đó, mà là để lên máy nó rất là sinh trọng. Rồi anh tính cũng để lên đồ máy thử. Xe này nó nấu nặng cỡ nhiêu? 3,2 tấn. Cái thân dầm gỡ cái này ra, thân bắt đầu bê cái này xuống, xong câu lại dây cây, câu dây điện bình vô là đè thôi. Bình vô để đâu? Bình vô treo đây. Treo như treo bình nước biển. Ủa cái dây này như là thằng có xỏ ra sao để kéo gỗ lên. Xong rồi bắt đầu mới thử nhá. Chắc khả năng là vậy. Tháo ra cũng mắc khó ha. Cái gì mà số. Chủ xe cũng khá là mất sức trong cái giai đoạn này nha. Cứng. Kẹt cái vô cái bình dầu. Như con có hết rồi. Này đây con anh. Trong này con. Bình dầu luôn anh. Kẹt bình dầu. Chắc phải mở bình dầu ở trước anh ơi. Mấy cái phần kia chắc nhẹ hả? Chút bình dầu phải treo lên. Chỉ kiếm cái chai khá là nặng các bạn.
Bây giờ thì cái mặt nạ bảo bị tháo ra. Giờ thì rồi sau khi mà tháo cái mặt nạ ra thì bây giờ anh sẽ nối ống dầu lại để đề lại cho anh đọc coi tình trạng máy. Đọc đang quan sát cái máy các bạn. Xe mình là khói là không tải hay là có tải gì nó cũng khói gì anh chủ xe? Không có tải, có khói vậy đó. Là khi mình nạp ra hay là sao anh? Nạp ra là khói, chặt dạ. Là khói luôn á. Quá trời, còn những đốm nhiều nữa. Nhìn cái máy khá là hầm hố. Hai anh thợ máy đang đứng kế bên. Bây giờ sẽ đề lên ha. Thì với cái máy này thì lọc không có để cái máy zin để mà coi khói ở cái bô ở dưới kia nữa, mà sẽ lọc sẽ tháo cái phần co chỗ trục bô ra để coi khói trực tiếp đây luôn ha, để nó dễ nhìn hơn các bạn. Cái này cần tháo không? Dễ dàng ha. Giờ đề máy lên các bạn. Giờ đề máy lên. Dạ thì chuẩn bị đề máy lên các bạn. Phía bên tay phải mình đề điện. Bây giờ các bạn là anh thợ máy ha. Phía bên tay trái là anh chủ xe. Còn phía bên tay trái nữa là lọc. Cánh mát rồi, cánh mát rồi. Bạn của anh chủ xe hôm nay đến đây thợ máy, cũng đến đây giao lưu cũng thợ máy các bạn. Để trực tiếp trên củ đề luôn. Nạt chữ gì? Nó bị hụt dầu, lý do nãy ảnh tháo ra.
bình luôn. Lấy bình bên kia quá. Hay câu bình mới được. Đủ bình. Phải bình chị nha. Phải lấy cái bình bên kia là yếu như bình. Lý do là do đậu lâu quá, hai cái bình trên xe hết hay như thế nào, nhưng mà do hết bình, bây giờ anh câu hai cái bình vô đây. Để lại ha. Hai cái không nổi luôn. Hai cái bình tháo của bên kia qua để cái một mà. Dạ. Sau một hồi đề thì anh chủ xe quyết định thay cũ đề mới luôn các bạn. Không biết cũ đề kia thì đề được chưa, nhưng mà đây thay ra cũ rồi ha. Mới dắt cũ đề khác vô. Sửa đạt khoảng 70% rồi chứ không hết nói. Tại vì cái chục bô, cái thứ nhất là chục bô hư, cái hai nữa là bộ hơi, cái này nó xài Xiaomi kiến rồi, tại bộ hơi này nó bị lỗi rồi. Giờ nó lên hơi quá trời lên luôn.
mới có nhém là không mà nó bắn là, lên là có dấu hiệu đổ hơi đúng không? Đổ dữ. Mà máy anh mới làm mấy tháng hả? Mới làm nhưng mà tại cái bộ hơi nó không kín. Vậy ha. Ừ. Cái sơ mi ha. Dạ. Giờ thì mình sẽ làm gì lọc cái máy này? Máy này thì hiện tại giờ là heo nó bị trễ tăng, giờ lắc heo cho lên miếng rồi xong. Đổ hơi đó là từ cái sơ mi. Chứ bên heo quét thì nó đâu có bị đổ hơi. Chục bô chào nhớt nè. Chục bô nó bị hư rồi. Hư chục bô luôn hả Lộc? Cái đó mà không tháo rồi kiểm tra, đang chạy ra lớn mà nó lên vượt tốc rồi nổ máy. Nhớt nó qua ấy không? Nó bay bánh chấn là nguy hiểm. Chết người luôn. Vậy thì anh chủ xe ra coi đại diện coi coi ý anh thì có muốn sửa hay không? Nhìn ra sửa nó là cái sửa thôi chứ sao vậy ạ? Chục bô các bạn người thấy nè. Nhớt nó chỉ mới gần tì mà khối ra. Là nó mỏng. Khác sơ mi kia. Cái sơ mi gan thì nó chạy thì nó mau hư. Nhưng mà đối với sơ mi kiến thì nó chạy lâu hư. Nhưng mà cái sơ mi kiến thì xài thì chỉ có được có một lần. Một lần xài là mỗi lần thay bạc là thay nguyên bộ sơ mi bảo tâm. Còn cái sơ mi gan là có nghĩa là thay bạc được hai lần. Chạy ráp vô là xài một lần, thay bạc xài được một lần nữa. Bây giờ đâu cần đề là thử cái nữa coi cái dàn hơi hồi nãy là mình cái này là nữa. Câu gời rồi em không biết đề này chỉ có đâu, đâu, cái điện đỏ chấm có, với lửa đỏ khỏi đại được coi cái điện đỏ chấm với lửa cái đỏ. Nhớt ra kinh khủng luôn, nhớt dữ lắm nhớt. Thì giờ nhớt nó sẽ nó vô cái đường bo e lại ha. Có tiếng cốc dầu, máy mà có tiếng cốc dầu luôn. Cái chục bô chảy kìa. Này là bị hư chục bô rồi. Nó phúng lên trên ghế tà le tà lưa chứ con. Nhớt là nhớt của cái chục bô nó ra hết kìa. Nó phục luôn. Cái nào hư cái nào bô. Trời chục bô nè, cánh nè. Không cốc dầu rồi là mình thấy canh heo lại tại heo này bị trễ. Tiếng máy hồi nãy không nghe tiếng cốc dầu luôn. Chảy sệt. Sau khi mà lọc tháo cái chục bô rồi anh cảm thấy giác giật mình không anh chủ xe? Nghĩa là chục bô thì nó ổn rồi nhưng mà tôi nên nghĩ là nó nặng vậy. Dạ. Vậy là trước giờ anh chỉ sửa làm dàn hơi thôi chứ không kiểm tra này ha. Đang chạy ga lớn mà máy đang nóng lên là vượt tốc nổ máy luôn. Bởi vì đây là mấy cái comment đầu là hôm nay là nổ vụ chết người hoài luôn. Kiểu như giống như lấy nhớt đưa vô trong lấy nhớt vô giống như mình giờ mình cắt dầu giờ nó lấy nhớt từ bên lốc cái chạy qua lấy nhớt nhiều lỡ màu vô là chạy hết luôn thì lọc thì chỉ chỉnh sửa. Đây, bây giờ lọc sẽ tiến hành tháo những ốc heo ra để căn chỉnh heo lại cho nó cái máy nó chạy im hơn. Thì nãy giờ thì mọi người cũng đã nghe thì cái tiếng máy nó không có được gốc, nó cực kỳ là yếu, nghe nó sẹp sẹp. Thì cách đây khoảng 5 phút thì mình nhận được một cái bình luận của một cái anh hay là cái bạn nào đó nói là mọi người có thấy điều gì bất thường ở Lộc không? Tại sao bao nhiêu chiếc xe của Lộc sửa mà không có cái chiếc nào gọi là chạy xước bạc hoặc là lỏng bạc? Thì mình xin trả lời ở đây luôn. Là lý do trước khi mà Lộc nhận sửa một cái động cơ hoặc là một chiếc xe nào đó thì Lộc cũng đã hỏi là xe anh đã làm máy chưa? Nếu như mà cái chiếc xe đó độ tuổi tầm mười mấy 20 năm mà bị đổ hơi thì Lộc sẽ không nhận làm. Không phải là Lộc không làm được nhưng mà lý do là mất rất là nhiều thời gian. Chính xác hơn thì mình sẽ hỏi anh đã làm cái máy này là anh mất bao nhiêu thời gian, khoảng bao lâu để làm cái dàn hơi này anh? Ông anh thì mình tháo ra rồi mình mang cho thợ nó ráp cái sơ mi vô thôi.
chắc là 2 ngày. Dạ. Thì đó, thì nếu mà như vậy thì rất mất là nhiều thời gian, nhưng mà trong cái thời gian đó thì khá là nhiều các anh các chú tài xế xe người ta cần lọc để mà hỗ trợ, giống như những chiếc xe mà gần hết đăng kiểm nè, rất là cần lọc đến chỉnh, nếu được thì để cho người ta đăng kiểm các bạn, chứ không phải là lọc không làm đường dàn hơi, nhưng mà nó mất nhiều thời gian cho nên là nhà lọc không có nhận làm. Còn riêng về cái động cơ này thì bên chủ máy người ta cũng đã xác nhận là máy ta tự làm mà dàn hơi xong, nhưng mà nó không đạt. Thì đến hôm nay lọc lên mới phát hiện là đã gáp dàn hơi rồi, nhưng mà có một cái là do dàn hơi bị lỗi nào đó thì nó vẫn còn cái tình trạng đó. Lọc thì đến đây chỉ chỉnh theo bét này kia cho cái máy nó ngọt ha. Còn cái vấn đề trục bô thì một là hiện tại giờ muốn chạy đi làm liền thì phải tháo này ra bỏ, chạy không trục bô một thời gian. Rồi nếu mà chủ xe người ta có điều kiện khả năng thì người ta thay liền cũng được các bạn. Thì trục bô này nó quá trời lỗi rồi, như mọi người thấy thì nhớt mới đề thôi mà nó đã tràn lên trên này như thế này đây, thì máy nào mà chạy nổi. Từ ra đường bô nữa, mình nghĩ kiểu này nếu mà chạy một ngày chắc cỡ một bình nhớt luôn á. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục coi lọc chỉnh heo ha. Thì hồi nãy anh chủ xe có chia sẻ đó các bạn, là động cơ này là mua đồ cũ của người ta, với cái tình trạng đổ hơi khá là nặng. Thì anh chủ xe mới nhờ anh bạn là làm dàn hơi thôi ha, nhưng bét với heo thì chưa có vệ sinh lại. Thì sẵn đây thì lọc làm thì mới gỡ ra cái dàn bét luôn để vệ sinh kiểm tra lại và khắc phục lại cái tình trạng máy yếu ha. Đây, lọc ra rút mấy cái bét ra. Đó là cái quy tắc làm việc của lọc. Những cái động cơ chế thì cái không gian làm việc nó của lọc sẽ thoáng hơn, không có chui như những cái chiếc xe tải các bạn, khá là cực. Đây là lọc kiểm tra lại mấy cái bét ha. Này đáy nhiều đập đập với đó đó. Đó. Cái này thì đang bị đáy rồi, lọc sẽ tháo ra để mà vệ sinh lại. Bơm cái đó mà nó không tạt luôn các bạn. Rồi, đây cái thứ tư, hồi nãy thì hai cái kia thì một cái đạt, một cái bị đáy. Và cái thứ ba này cũng bị đáy luôn rồi. Đấy, cái thứ tư xem sao đây. Bác nó bét mà nó đạt cái như vậy đó các bạn. Còn nó không đạt thì khi mà bơm xuống là nó chảy không, mà nó không có, nó phun gì ha. Đó, cho dù lọc bơm rất là nhẹ luôn vẫn phun. Còn cái kia thì đè hơi mạnh tay luôn nhưng vẫn không có cái hiện tượng là phun dầu như vậy. Chạy mày về mà không có trắng à. Tơi đi không? Đụt hết hồn. Lọc chết hồn lắm. Rồi bây giờ lọc sẽ tiến hành vệ sinh lại hai cái bát kia ha. Rồi sẽ gáp vô. Và với lại lắc một con heo kia nữa là lắm. Cái này có phải... Thì nãy giờ lọc đã vệ sinh và căn chỉnh đâu đó. Bốn cái bát này nó đã ok và hoàn chỉnh hết rồi. Bây giờ lọc sẽ tiến hành bỏ bốn cái bát vô vị trí cũ và lắp con heo hay là cái gì đó liên quan đến heo để cho cái máy nó chạy giòn hơn và cho nó gốc dầu ha. Trước khi thọt cái bát về vị trí cũ thì lọc cũng sẽ sử dụng cây thước của lọc để canh tăng lại ha. Mình định mua một cây thước mới cho lọc nhưng lọc nói là chỉ có thước của lọc và lọc sử dụng được.
Bây giờ Lộc đã đang bỏ bốn cái bát vô nè các bạn và đang siết lại ha. Tưởng tượng đâu là cái chiếc này là chỉ do có chục bô, nhưng mà tới khi kiểm tra bát lại thì cũng gồm gà lũ bu và phức tạp rồi. Đây anh thợ anh lấy cái thước tặng cho Lộc. Thợ phan anh cầm lên anh thước đẹp không anh? Không, cây này không đẹp, mình có cây đẹp lắm mà mình tìm không ra. Nó lạc đâu rồi. Anh thợ thấy cây thước của Lộc tới tuổi rồi các bạn. Đây đâu rồi mình kiếm đây. Hôm nay thì Lộc đến Long Khánh. Gắp bát vô bây giờ sẽ đề lại coi là cái tình trạng gốc rồi ha. Dầu nó chưa có đều các bạn. Bô ra chưa? Không nhớ cái. Bỏ ra, bỏ ra. Okay.
Nãy mà ngắt cái đường nhớt. Mình ngắt cái đường nhớt của chục bô thì nó khô quá, nó bắt buộc phải gì anh? Lấy chục bô thôi hả? Ừ. Nó bỏ luôn, chục bô nó bỏ. Mình tháo ra luôn đi, tại vì nó khô nhớt thì nó nóng hơn. Bô không sao, nó vẫn nhẹ mà, nó không sao đâu. Nó rơ nhẹ mà. Cắm quạt cái chục bô nó rơ hết trơn. Để cho mọi người xem này. Cái cánh quạt của chục bô bây giờ nó banh luôn các bạn. Nó kỳ vột vột nó hư luôn ha. Wow, trời, có máy đổ hơi các bạn.
chờ đổ hơi nó văng ba cái nhớt ra. Cái trục bô nó bị khua rồi các bạn, đây nó không có còn quay điện nữa. Thì cũng như lúc đầu Lộc nói thì với cái tình trạng máy này đổ hơi khá là nặng thì Lộc chỉ cố gắng khắc phục được 70 cho tới 80% thôi. Rồi tắt mát từng cái. Còn một tí có em.
thấy là đã ổn rồi đó các bạn, không còn khói nữa ha. Anh chủ máy qua coi khối đây. Được. Đầu anh lòng nó là 70%. Sao hả? Thấy vậy ok hả? Hồi nãy thì Lộc nói là chiếc xe này sửa được 70%, nhưng mà theo cái giá đánh giá của anh hiện tại là được khoảng bao nhiêu phần trăm? Nói chung là cũng được khoảng 80-90% đó. 80-90%, chỉ tiếc là cái trục bô mình hôm nay nó bị hư anh ha. Chứ phải chi mà không hư thì mọi thứ là nó đã okay, hài lòng ngay, hài lòng ngay. Dạ. Thì bây giờ thì mình sẽ cố gắng thời gian nữa mình sẽ thay chục bô mới là em nghĩ sẽ ổn hơn. Đây là mới và đẹp tơi. Rồi cái này. Còn cái số này là hai cầu. Rồi. Còn cái số này là số trăm. Dạ. Rồi cây này. Cây cao nhất. Cây này cái gì anh? Thắng tay. À, còn cây kia kia. Cái này cái số cái. Các bạn người muốn học bằng lái thì phải hỏi anh chủ máy mà anh làm cái máy này trước đây, anh thấy lập khắc phục như thế nào? Thấy được rồi đó. Dạ, là tình trạng khối là theo anh đó, hồi nãy Lộc nói là 70%, nhưng mà riêng anh thì nó sẽ bao nhiêu phần trăm? 80%. 80%, hơn 1% chút xíu à. Dạ. Thấy được rồi đó, ra đua xe với tôi được rồi đó. Vậy là anh kiếm có xe đó hả? Thế này anh kiếm trong bây giờ đó không? Xe gọi ra, chứ còn anh này. Dạ, vậy là anh là tài xế của anh này. Thì các bạn cũng đã xem được cái tình trạng khối lúc mà chưa bắt bô vô, hình như là triệt tiêu 80-90%. Thì bây giờ anh chủ xe này sẽ gáp cái bô vô, với lại là cái phần vô lăng với cái mặt nạ hồi sớm mà tháo ra có bằng. Rồi ảnh sẽ chạy đi thử và lúc đó mình sẽ leo lên trên thùng. Chắc leo lên thùng thì chỉ quay thôi chứ thật sự thì ảnh nói mình nghe không được. Chạy một vòng xong rồi cái đầu quay về đây mình sẽ hỏi lại một lần cuối nữa để coi cảm giác của ảnh trước khi và sau khi Lộc chỉnh cái động cơ này của ảnh là như thế nào ha. Mời các bạn chờ thêm chút xíu. Gắp mát chưa? Bây giờ thì tất cả đã bắt vô ha, bắt mặt nạ, bắt vô lần đâu đó là hoàn hết các bạn. Thì một hồi sẽ ra mời lộ test ha. Chỉ quen rồi. Đó, mời tôi đi. Bây giờ anh chạy nãy giờ thì anh quay về rồi không biết là có đạt hay chưa nha các bạn. Tình trạng thì khối như thế nào, quan trọng là cái khối ha.
anh chủ xe. Chào anh. Ở cái chỗ bô ấy nó không khói nhớt hả? Cái khói cũ nó còn đậm. Cái khói trong cái cổ bô á. Sao anh nãy giờ anh chạy thì anh thấy như thế nào? Tốc độ ra hậu ra đầu thì sao? Ra hậu thì nó chưa có mấy. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề khói. Khói thì nói chung là chắc theo đã hết rồi đấy. Dạ, cái theo em nghĩ nha, không biết là như thế nào. Ra hậu không có mấy thì không biết có khi nào nó do cái phần chụp bô đồ nó còn cái liên quan nó hoạt động hồi trước mà hồi trước thì anh thấy nó phê hơn giờ. Tại trước vì... thì nó ra hậu nó không có. Ừ, tại vì cái trước đô thì cái chụp bô mình nó đã cũng là cái chụp là bô hư trước đó. Chưa khắc phục. Bây giờ là cũng có ra hậu mà chưa phê lắm anh. Ừ, cũng có mà. Cũng có nhưng mà chưa có như cái là đã. Chắc em nghĩ là do mình hiện tại bây giờ là mình đã bỏ chụp bô của anh thì nó sẽ mắc một phần nào đó nho nhỏ của chụp bô. Em nghĩ là sau khi anh thay cái chụp bô thì cái vụ mà hậu thì nó sẽ khói thì nói chung là hết khói rồi đấy. Dạ. Nhưng mà còn vấn đề cái ra hậu là nó chưa phiêu. Dạ. Thì đâu để khi nào mà anh như vậy thì cái quá trình em lọc từ ở dưới quê lên đó trên này là Long Khánh tỉnh Đồng Nai. Hôm nay thì lọc chỉnh sửa một cái động cơ Hyundai ở trên một chiếc xe chế 3 tấn rưỡi này. Thì cũng như mọi người xem là tình trạng ban đầu cũng như là sau khi lọc làm, nhất là cái tình trạng của chụp bô khi mà đề máy thử thì nhớt nhau này kia là nó rất là khó chịu, cũng như mấy cái bét thì nó hơi yếu nhẹ chút xíu thì lọc chỉnh sửa. Nãy giờ thì anh chủ xe anh chạy thì các bạn cũng đã nghe cái nước hậu thì anh nói là rất là chân thật là chưa có nhiều, lý do là tại vì lúc đầu cái chụp bô nó hư nhưng mà vẫn còn gắn chụp bô thì nó vẫn còn một cái tác dụng nào đó ít nhiều vô cái máy. Nhưng mà sau khi mà lọc làm xong tháo chụp bô ra thì anh đã mắc toàn bộ phần chụp bô các bạn, thì cái nước hậu sẽ không còn. Thì cái vấn đề đó thì anh chủ xe cũng đồng ý thì sau này anh sẽ thay cái chụp bô vô, gắn bô mới, chụp bô mới vô thì sẽ cho anh em mình cũng như lọc hay được cái kết quả sau này nữa ha. Và có cái video hôm nay mình xin tạm dừng và kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp trên kênh mình.